Aquaman Việt Nam 2023, giải Aquathlon đầu tiên tại Việt Nam, sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 10 tại Phan Thiết. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của một công ty chứng khoán và tài chính, chia sẻ về mục tiêu đồng hành với sự kiện thể thao này. Ông hy vọng rằng giải đấu sẽ khơi dậy tinh thần nỗ lực, sẵn sàng vượt qua khó khăn và đạt được giấc mơ trong cộng đồng. Aquaman Việt Nam đại diện cho những thông điệp tích cực và động lực để đặt ra mục tiêu và mơ ước. Đối với DNSE, một công ty tài chính, họ có mục tiêu xây dựng tài chính tự do cho người dân Việt Nam và cung cấp các công cụ đầu tư đơn giản thông qua công nghệ tiên tiến. Tham gia cùng Aquaman Việt Nam, họ mong muốn khơi dậy khát khao chinh phục và mở ra những cơ hội lớn hơn cho thế hệ trẻ và vận động viên tham gia giải đấu này. Aquaman Việt Nam 2023, giải Aquathlon đầu tiên tại Việt Nam, sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 10 tại Phan Thiết. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của một công ty chứng khoán và tài chính, chia sẻ về mục tiêu đồng hành với sự kiện thể thao này. Ông hy vọng rằng giải đấu sẽ khơi dậy tinh thần nỗ lực, sẵn sàng vượt qua khó khăn và đạt được giấc mơ trong cộng đồng. Aquaman Việt Nam đại diện cho những thông điệp tích cực và động lực để đặt ra mục tiêu và mơ ước. Đối với DNSE, một công ty tài chính, họ có mục tiêu xây dựng tài chính tự do cho người dân Việt Nam và cung cấp các công cụ đầu tư đơn giản thông qua công nghệ tiên tiến. Tham gia cùng Aquaman Việt Nam, họ mong muốn khơi dậy khát khao chinh phục và mở ra những cơ hội lớn hơn cho thế hệ trẻ và vận động viên tham gia giải đấu này. Aquaman Việt Nam 2023, một giải đấu thể thao đa dạng về cả thử thách thể lực và tinh thần, sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 10 tại Phan Thiết. Cuộc thi này không chỉ mang tính giải trí mà còn đánh thức khát khao nỗ lực và đối mặt với khó khăn để đạt được những mục tiêu lớn trong cộng đồng. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty chứng khoán DNSE, cho biết rằng thể thao và đầu tư, mặc dù có vẻ không liên quan, thực sự có điểm gặp nhau, cả hai là nơi kiến tạo những giấc mơ lớn. DNSE là đơn vị đồng hành chính trong giải đấu này nhằm tạo động viên và thúc đẩy tinh thần nỗ lực. Ông Giang tham gia Aquaman Việt Nam lần đầu vào năm 2022 tại Trà Cổ. Là người yêu thể thao và đầu tư, ông thấy rằng giải đấu này là cơ hội để thử thách sức khỏe và thi thố. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng đây cũng là lần đầu tiên ông tham gia một giải đua phối hợp. Bất chấp những khó khăn và sự bỡ ngỡ ban đầu, ông cảm thấy những thử thách này thú vị và chúng thúc đẩy ông rèn luyện và đối mặt với giới hạn bản thân. Aquathlon, môn thể thao kết hợp bơi lội và chạy bộ, đã đưa ông Giang trải qua một hành trình biến đổi ngoạn mục. Trước đó, ông bị cuốn vào công việc mà không cân đối và sức khỏe của ông chịu ảnh hưởng. Nhận ra vấn đề này, ông bắt đầu luyện tập và thiết lập mục tiêu cụ thể. Sau thời gian kiên trì và theo đuổi, ông đã thấy cơ thể mình thay đổi hoàn toàn. Ông trở nên khỏe mạnh hơn, linh hoạt hơn và duy trì vóc dáng lý tưởng. Aquathlon đã mang đến cho ông một lối sống tích cực và cung cấp năng lượng dồi dào để làm việc và chăm sóc gia đình. Điều thú vị là ông Giang nhận thấy rằng thể thao không chỉ ảnh hưởng tích cực đối với sức khỏe mà còn trở thành cảm hứng quý báu trong lĩnh vực kinh doanh của mình. Ông Giang tin rằng trong cả thể thao và đầu tư, việc đặt ra mục tiêu và kỷ luật bản thân hàng ngày rất quan trọng. Cả hai con đường rèn luyện sức khỏe và đầu tư tài chính đều đòi hỏi kiên nhẫn và quyết tâm dài hạn. Nếu bạn bám sát mục tiêu và duy trì kỷ luật, bạn có thể nâng cao cả sức khỏe về thể chất lẫn tài chính. Bài học quý báu mà ông Giang học từ thể thao đã nhắc nhở ông tiếp tục kiên trì và đối mặt với khó khăn trên con đường của mình. Như trong thể thao, ông Giang và DNSE luôn tự thách thức mình làm tốt hơn mỗi ngày trong lĩnh vực đầu tư. DNSE, với định hướng tiên phong về công nghệ trong lĩnh vực chứng khoán, đã ra mắt nhiều sản phẩm độc đáo lần đầu tiên có mặt trên thị trường. Ban đầu, có nhiều khó khăn khi cố gắng tiếp cận khách hàng, nhưng thông qua sự kiên trì và cải tiến sản phẩm liên tục, DNSE đã dần dần thu hút thị trường và sự tin tưởng của khách hàng. Điều mà ông Giang muốn nhấn mạnh là quá trình đầu tư và xây dựng sự nghiệp không phải là hành trình ngắn hạn. Cả đầu tư và thể thao đều là những cuộc đua dài hạn, có thể kéo dài suốt 50 hoặc 60 năm. Để đạt được thành công trong cả hai lĩnh vực, kiên trì và kỷ luật là chìa khóa. Ông hy vọng rằng sự kiện thể thao như Aquaman Việt Nam sẽ truyền cảm hứng cho đội ngũ nhân viên của DNSE và khách hàng của họ, giúp tạo ra một tổ chức giàu năng lượng và đầy sáng tạo.